Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị, câu chuyện con gái chùm băng đảng hội Tam Hoàng đi tìm người yêu ở Tô Dương Tô đang làm xáo động. Cộng đồng mạng cũng như cộng đồng người Việt Nam ta ở tại khu vực Tô Dương Tô, Canada. Trong phần 1 của câu chuyện này, mình đã giới thiệu sơ qua về gia đình của cô bé tên là Hoa, con gái của ông Trùng, băng đảng Hội Tam Hoàng ở tại bên Mỹ Vâng thưa các bạn, có nhiều bạn hỏi mình rằng là Hội Tam Hoàng làm gì có hoạt động ở bên Mỹ Mà nó chỉ hoạt động ở bên châu Á, nhất là đặc biệt ở Hồng Kông với Macau Thì cũng như phần đầu của câu chuyện mình đã giới thiệu hội uh, tam hoàng này là một cái hội khét tiếng uh, về băng đảng như uh, mình gọi là mafia và cánh tay dài của họ lối dài đi khắp thế giới và trong khi đó mỹ cũng là một quốc gia bị ảnh hưởng lớn về hội tam hoàng này mình không hiểu lắm về cái chuyện uh, trong cái hội này nó như thế nào bởi vì uh, thực ra mình cũng chỉ biết trên sách vở và qua những cái lời kể của những người bạn mình à, cơ bản là họ là những người Việt cơ hoa họ à, khá hiểu biết về vấn đề trong cái hội tam à, hội tam hoàng này còn bản thân mình thì bây giờ được nghe nói chẳng qua là à, thông qua của vợ à, ông Trùm này tức là chị ấy tên là chị Thanh vâng thưa các bạn trong video trước mình đã nói rõ cái lý do mà chị Thanh đã nhờ mình uh, giúp con gái của chị đi tìm người yêu của nó. Ở đây thì chị ấy chỉ thông qua cái kênh Youtube của mình uh, có liên quan về vấn đề những người từ Việt Nam qua bên này định cư. Thì trong cái câu chuyện này thực ra uh, ban đầu mình có ý hướng là giúp đỡ một số người. Uh, bằng cách nào đó mà đến đất nước Canada định cư để cho những người đó tức là đỡ tốn phí về cái chi phí bởi vì có rất nhiều các công ty uh, mình gọi là công ty môi giới đã lấy rất nhiều tiền của những người từ Việt Nam sang bên này định cư Uh, theo các con đường khác nhau uh, ngay cả cái chuyện trong mấy tháng mình đi làm farm thì đã gặp gỡ rất nhiều người mà đi theo đây đi sang bên này theo cái uh, con đường du lịch thôi họ đã phải bỏ ra từ số tiền khoảng từ 600 đến 800 triệu một người uh, chính vì vấn đề này cho nên là mình đã có một số video nói về những cái công việc ở bên này Ý muốn nhắc nhở những cái bạn à, tìm đường sang bên này đi du lịch để kiếm tiền thì không nên đi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì à, các bạn sang bên này công việc thì nó không có nhiều. À, mùa đông thì bị thất nghiệp mà mùa hè thì các bạn nếu đi làm farm, làm các công việc bình thường thì chỉ được độ khoảng à, 125 đô trên một ngày, à, chưa tính gì tiền các bạn đi thuê nhà, tiền ăn uống và có thể tiền đi xe bếp nữa. Trong khi đó thì 100 đô 125 đô này thì tương đương với khoảng 100 đô Mỹ thôi. Nếu các bạn trừ tất cả đi rồi thì chắc chắn uh, chỉ còn khoảng 50 đô thôi. Mà không phải là công việc lúc nào cũng có, thứ bảy chủ nhật thì nghỉ. Thì trong khi đó thì nếu các bạn mà bỏ ra cái số tiền quá lớn từ 600 đến 800 triệu uh, để đi sang bên này tính dự tính đi làm thì không nên đi sang bên Canada để đi làm nữa mà hãy làm sao đó đi sang các nước Hàn Quốc hoặc Nhật Bản gì đó có thể là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đó là cái ý muốn của mình để nhắc nhở những cái người có ý định đi sang bên này nó là như vậy. Bởi vì thường thường những khách du lịch uh, thì họ ít người đã biết tiếng Anh và cơ bản họ có tuổi rồi và rất dễ uh, bị các công ty môi giới uh, họ lợi dụng cái chuyện vì vì cái vấn đề không hiểu biết đó họ lấy quá nhiều tiền vì những video đó đăng tải trên chị uh, thanh là vợ của ông Trùm, một băng đảng tam hoàn đã biết đến bản thân mình và đã lưu cái số điện thoại từ khi mà mình mới nập cái kênh youtube này uh, cách đây khoảng một tháng rưỡi vâng và từ cái vấn đề chị ấy có số điện thoại trên chị đã liên lạc với mình và sau khi mà con gái của chị từ thành phố Vancouver tới Toronto để tìm người yêu của mình cách đây cả gần cả một tháng thì chị ấy đã gọi điện nói chuyện với mình nhờ mình giúp đỡ con gái của chị hoặc là giúp đỡ để tìm được cái người yêu của cô con gái này vâng thưa quý vị và các bạn mình không có khả những cái khả năng mà chị thanh nhờ tất nhiên trong câu chuyện này thì mình có thể là đưa ra một cái số ý kiến góp ý với con gái của chị ấy mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì con gái của chị chính thức năm nay mới là sang năm 2024 mới là 21 tuổi. À, và yêu cậu sinh viên này tên là Tú và năm nay cậu sinh viên này đã 20, 20 năm tuổi rồi Cậu ta đang là năm cuối cùng của trường đại học xây dựng Hà Nội Và nếu mà chính xác thì uh, theo như mình biết thì là khoảng tháng 9 năm nay cậu ấy nếu mà theo học ấy, thì là sẽ ra trường Nhưng mà uh, có thể là vì tình yêu vẫy gọi à, Cái thứ hai là cũng có thể là vì cái con đường mà cậu muốn lập nghiệp bên đất nước Canada Chuyên ở hai... À, hai cô cậu này đã quyết định à, bàn với nhau và để quyết định là đưa người yêu của mình tức là đưa cậu Tú từ Canada à, từ Việt Nam sang bên Canada. À, hai người có thể là sẽ làm đám cưới và sống một cuộc sống mới ở bên này. Và thông qua người mẹ là chị Thanh đó thì mình đã gặp được cô gái à, mình đã gọi điện liên lạc được với cô gái tên là Hoa này. À, bạn Hoa đã kể lại toàn bộ cái câu chuyện mà à, lý do tại sao mà Uh, bạn tú người yêu của bạn hoa đã từ Việt Nam sang bên đây theo như lời bạn hoa kể thì uh, bạn tú này đáng ra thì là sẽ học hết uh, là cái chương trình đại học và khi lấy bằng đại học xong thì có thể là bạn ấy sẽ đi theo một cái cách nào đó đi sang bên này uh, có thể là tiếp tục đi du học một trường nào đó hoặc là có thể sang bên này làm ăn bởi vì hai bạn này quen biết nhau uh, đã khoảng là gần 3 năm nay rồi uh, qua cái mạng Facebook và sau đó đã trong 3 năm hai người đã tìm hiểu nhau và rất yêu nhau và cái con đường mà bạn tú lựa chọn có nghĩa là sang Canada định cư cũng thông qua cô gái tên là hoa này mình cũng biết rằng là gia đình nhà bạn tú là người ở miền bắc Việt Nam và gia đình tương đối nghèo à, cha mẹ anh chị em mọi thứ chỉ là đi làm đi làm nông nghiệp thôi cho nên là không có tiền bạc gì cả bản thân cậu này trong những năm học uh, là sinh viên của trường đại học xây dựng thì ngoài giờ học hành ra cậu ta cũng uh, đi làm thêm uh, ở các cái quán phở hoặc bất cứ công việc gì và ở uh, uh, khu vực thành phố Hà Nội cậu ta đều có thể làm thêm để lấy cái tiền để trang trải cái tiền học hành và tiền thuê phòng ở uh, tại Hà Nội và theo như mình biết uh, hiện nay sinh viên Việt Nam ở các trường mà uh, đang theo học ở Hà Nội uh, ít nhất là các bạn ấy cũng phải tiết kiệm lắm cũng phải mất từ khoảng từ 6 đến 7 triệu trên một tháng bởi vậy những gia đình mà nghèo khó như nhà bạn tú á, thì để nuôi một người đi ăn học vào trường đại học rất là khó khăn cho nên là chính các bạn ấy phải tự lực làm sao đó tự nuôi bản thân mình à, chính vì cái vấn đề gia đình nhà mình nghèo khó cho nên là bạn tú cũng muốn là đi sang các nước phương tây để làm ăn đặc biệt là nghe nói bên canada và bên mỹ là những đất nước rất giàu có đi làm được kiếm được rất nhiều tiền và cái lý do mà để thúc đẩy bạn ấy đi là chính là vì người yêu của mình trong cái thời gian gần đây á, uh, bạn Tú này đã tìm hiểu với con đường đi sang bên Canada và bên Mỹ thì bạn ấy phát hiện ra một số đường dây lậu để đưa người từ Việt Nam qua qua Canada và qua Mỹ trong vấn đề này mình cũng xin nói tới uh, một số những cái chi tiết để cho những người nào đang uh, có những cái ý định để đi sang Mỹ và sang Canada để lưu tâm. À, theo như mình biết đó, thì có uh, rất nhiều người Việt Nam uh, đi uh, muốn đi sang Mỹ và sang Canada và đi qua các cái đường dây đó, những cái đường dây này theo mình biết nó rất là nguy hiểm. Nhiều người tức là bị mất khoảng từ 1 tỷ 7 đến 2 tỷ để uh, đi sang uh, đi sang Mỹ thì uh, cái những cái đường dây này là họ có rất nhiều cái nối đi Uh, có nghĩa là có thể là họ uh, đưa bạn sang bên Pháp Sau từ Pháp bắt đầu bay sang Mexico Sau từ Mexico lại bắt đầu mới vượt biên qua biên giới để đi vào Mỹ Thì các bạn biết rằng uh, có những người thì đi sang Pháp Nhưng có những người thì đi sang các nước khác Và đi những con đường đó thì sớm nhất trong khoảng 2 tháng Tức là tính từ bắt đầu xuất phát từ Việt Nam Thì trong khoảng 2 tháng bạn mới có thể tới được đất nước Mỹ Đó là sớm nhất nhá Có nghĩa là thuận buồm xuôi gió thì mới có thể tới được đất nước Mỹ được Uh, và nó gặp rất nhiều nguy hiểm. Và đây như các bạn biết rằng truyền thông cũng có một số những cái truyền thông đưa tin là những cái bạn vượt biên uh, đi đến khi đến được Mexico rồi thì theo cái đường dây này để vượt vào Mỹ thì là uh, gặp rất nhiều những cái nguy hiểm. Những bạn nữ hay bị uh, cưỡng hiếp rồi bị lấy hết tiền bạc. Uh, nhiều bạn là bị uh, bị bắt, bị bắt xong là họ đưa tới những cái nơi mà để như là bắt buộc gia đình nhà mình phải chuộc người đó tức là những cái thành phần này họ sẽ đe dọa nếu mà anh không mang tiền đến chuộc thì thân nhân của anh, người thân của anh có thể sẽ bị mất mạng trên là rất nhiều người gặp những vấn đề đó mình đã gặp trực tiếp một vài người trên cái con đường đi sang Canada và sang Mỹ và họ nói rằng là mình có hỏi là à, tôi nghe thấy rất nhiều người nói rằng đi cái tuyến đường đi sang Mexico đi bộ và sang Mỹ nó đơn giản nó đơn thuần hơn thì tại sao mà cháu lại chọn cái đường này à, Có một bạn đến từ Đắk Lắc trả lời rằng là cháu rất sợ đi cái tuyến đường đấy Bởi vì bạn bè của cháu đã đi tuyến đường đấy nhiều rồi Và hầu như đàn bà con gái đều bị cưỡng hiếp Đàn ông cái thứ thì bị coi như là cướp tiền bạc Và rất nhiều người bị bắt Và bị coi như là họ đe dọa không, không bỏ tiền ra để chuộc Thì sẽ bị mất mạng Cho nên là cháu quyết định đi đường Canada thì ở đây theo như bạn ấy nói rằng là đi cái đường kia vừa thứ nhất vừa dài cái thứ hai vừa gặp nhiều nguy hiểm còn đường Canada có thể tốn kém hơn một chút nhưng mà rất là nhanh có nghĩa là sao à, từ Việt Nam họ đưa người đi thẳng sang Canada và từ Canada rất đơn giản họ đi đến thác nước Niagara Canada và sau đó là đi theo cái gọi là uh, đi theo cái cáp cáp treo các bạn nhé đây là mình nghe theo lời kể thôi chứ mình chưa chính thức là đến những cái cáp cáp treo này mặc dù mình đã đã đến thác nước Licara mấy lần nhưng mà uh, ở những cái thác nước Licara là nó có những cái cáp treo để cho bạn uh, sử dụng những cái cáp treo này đến những cái nơi mà bạn muốn mà nó là thuộc những khu rừng núi và xa ở cái thác nước ra Các bạn nếu mà đi chùa Hương ở Việt Nam cũng có những cái cái cáp treo như vậy thì ở thác nước Glacier ở biên giới giữa Canada và Mỹ cũng có những cái cáp treo như vậy. Và cái đường dây này họ sẽ đưa đến những cái người từ Việt Nam sang đến uh, khu vực thác nước Glacier ở đây họ sẽ sử dụng là đi qua cáp treo và khi qua cáp treo đi đến một cái đoạn đường tức là rất rác gần đường biên giới mỹ rồi và chỉ cần đi bộ ít phút thôi là sang bên kia biên giới mỹ thì ở phía đầu dây biên giới mỹ thì họ lại có một cái đường dây sẵn tức là có ô tô đợi sẵn ở đó và những người đi vượt biên này sẽ được đưa lên ô tô và trở về những cái nơi nào đó một ít ngày sau đó thì họ sẽ tức là đưa các bạn đi đến máy bay đi lên máy bay để về nơi mà bạn muốn đến chẳng hạn như bạn muốn đến coi như là uh, california chẳng hạn thì họ sẽ coi như mua vé máy bay và đưa bạn đến đó đây là cái hành trình mà theo như bạn hoa tức là con gái của bà thanh đã kể với mình như vậy à, và mình cũng nghe được cái bạn mà người đắk lắc nói chuyện với mình như thế Uh, thì bạn ở Đắk Lắk này nói rất tỉ mỉ rằng là họ có một đường dây từ Việt Nam sang Và họ uh, tức là mình sẽ trao tiền cho họ bằng nhiều cách À, chẳng hạn như là mất 2 tỷ hơn 2 tỷ thì khi trước bắt đầu đi thì lộp ở phía Việt Nam khoảng 1 phần 3 số tiền nó ước chừng độ độ khoảng vào là 6 700 triệu gì đó sau đến khi sang Canada và đến cái thác nước Niagara đó và khi coi như là đi cái, cái cáp treo đến biên giới Mỹ một phát thì các bạn phải lộp 1 phần 3 số tiền nữa và khi các bạn đến nơi an toàn thì các bạn nộp lốt số số 1 phần 3 còn lại. Có nghĩa là Ừ, ít nhất là họ sẽ lấy tiền làm ba lần, có khi họ lấy làm bốn năm lần, bởi vì họ muốn tức là cái lần cuối cùng mà họ lấy cái số tiền đó là cái số tiền còn rất ít lại thôi. đó đại khái cái câu chuyện, cái đường dây của họ đưa người đi nó là như vậy thì mình cũng xin thú nhận một điều rằng cái bạn người ở đắk Lắk đó là một bạn nữ rất ít tuổi thôi và khi bạn đến uh, đến được california bạn ấy đã gọi điện lại cho mình uh, thông qua hệ thống facebook mà bạn ấy nói rằng là hiện nay bạn ấy uh, đang mở hồ sơ xin tị nạn hàng ngày thì bạn ấy đó là đang uh, đi làm uh, đi làm neo bởi vì bạn đã quyết định sang mỹ và trước khi đi bạn ấy đã học cái nghề neo ở sài gòn uh, học xong cái nghề neo và nghề làm tóc làm đầu gì đó sau đó là buổi tối về uh, mấy nhà người bạn là uh, có khách làm những công việc làm đẹp ở ngay tại nhà thì ở đây bà nói là là uh, cái vấn đề là ban đầu là tạm ổn bởi vì bạn ấy có người nhiều người thân ở bên đó giúp đỡ và trong khi đó thì cái cách mà để muốn ở tại đất nước mỹ là chỉ có cách xin tị nạn mà thôi bởi vì bạn ấy xâm nhập vào vào đất nước mỹ bằng một cách bất hợp pháp À, trong câu chuyện này bạn ấy cũng chia sẻ rằng là bạn ấy không thể xin được visa ở Mỹ à, đi Mỹ ở tại Việt Nam nhưng à, nếu muốn à, đi theo cái con đường mà đi sang Mỹ à, nếu các bạn mà muốn chẳng hạn đi Canada chẳng hạn ngay cả bạn muốn đi Canada thì làm cái visa cũng rất là khó khăn riêng cái visa du lịch thôi đã mất từng đó tiền rồi và có khi nếu bạn tự làm nhiều người bảo ôi mất có mấy triệu nhưng thực tế không phải là như vậy nếu bạn mà chứng minh được tài chính mất tiền vé máy bay và mất khoảng hơn chục triệu có khi rằng là bạn có khi là mất cả một hai năm không đi nổi bởi vì uh, họ nói rằng là cái bát bo của, của bạn không đẹp nếu passport bo của bạn đẹp có nghĩa là bạn phải đi nhiều nước trên thế giới rồi và không xảy ra một cái vấn đề gì chẳng hạn như ở quá thời gian hoặc gây ra một cái vấn đề gọi là án tích gì đó thì coi như là cái hồ sơ của bạn mới đẹp mới có thể đi được. Còn thì hầu như mà cái đường đường chính chính để mà xếp hàng đi thì rất là khó, trên là điều này bắt buộc họ phải thông qua một công ty môi giới. Và như các bạn đó chia sẻ thì khi thông qua một công ty môi giới thì họ họ làm rất nhanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái công ty môi giới này họ đã uh, có cái tay chân tay trong ở trong uh, trong cái vấn đề mà họ làm giấy tờ cái rồi. Trên là có khi chỉ có 20 ngày đã ra visa rồi các bạn ạ nó rất là nhanh như vậy và mình cũng rất là ngạc nhiên. Và chính người yêu của bạn Hoa này, à, tức là chính người yêu của bạn Hoa, bạn Hoa là con gái ông Trùm gọi như là um, về về băng đảng của Tam Hoàng các bạn nhé Và chính là người yêu của bạn Hoa này tên là Tú đã tìm ra cái đường dây này. Và theo như bạn Hoa nói rằng là bạn ấy đã gửi cho bạn Tú này uh, tính ra tiền Việt Nam khoảng 500 triệu để lộp chiếc cho cái đường dây này để đưa đến Canada và kế hoạch của hai bạn này có nghĩa là sao là sẽ không đi Mỹ mà chỉ đến Canada thôi và người yêu tức là cô gái hoa này sẽ ra thành ra sân bay Toronto đón cái anh chàng người yêu này và bùng các bạn biết không tức là không đi Mỹ nữa có nghĩa là chỉ đến Toronto thôi và bùng và lúc đó là sau đó là hai người sẽ đưa nhau về đến Vancouver để mà sinh sống à, mình nói vậy là các bạn cũng hiểu đúng không ạ? tức là uh, bạn Tú này đã qua thông qua một đường dây môi giới, tức là theo cái danh chính ngôn thuận theo cái hồ uh, cái cái hai bên hợp đồng với nhau có nghĩa là đi Mỹ. Uh, công ty môi giới kia sẽ đưa bạn này từ Việt Nam sang đến Canada và sẽ có trách nhiệm đưa đến uh, biên giới, từ biên giới họ sẽ coi như là đưa đến sang tận California và uh, trên cái đoạn đường đó là mất uh, 2 tỷ hơn 2 tỷ thì Uh, bạn này mục đích rõ ràng là hợp đồng với công ty môi giới kia là vậy nhưng mục đích của bạn ấy chỉ đến Canada là bạn ấy không đi nữa và bạn Hoa sẽ là người đón bạn này ở ở sân bay Toronto và hai người lúc đó là sẽ trốn cái 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 những cái người đưa đường của dẫn đường đấy của công ty môi giới kia và khi đó là sẽ cắt liên lạc với phía kia đại khái là câu chuyện diễn ra nó là như vậy Tuy nhiên theo như mình biết, hôm đó là à, theo như bạn Hoa nói rằng là à, 8 rưỡi là cái chuyến bay từ từ Hà Nội mà đi đến à, Toronto Tô Tô là 8 rưỡi buổi tối ở Canada là chuyến bay đó sẽ hạ cánh. Thì bạn ấy chờ đợi ở ngoài sân bay và đến cả mấy tiếng đồng hồ không thấy người yêu của mình đâu cả và bạn ấy đã rất để ý những cái người mà để đi ra đón người có nghĩa là bạn ấy muốn mục đích là để để ý những cái người mà đưa đưa dẫn người đó đưa dẫn người đi để xem là có kèm cặp cái người yêu của mình đi không nhưng cũng không thấy thì không biết rằng là bạn Tú này đi ra khỏi sân bay như thế nào và những cái người mà đưa đường dẫn cái người yêu của cô bé Hoa này đi qua mặt bằng cách nào chăng nữa thì mẹ cô bé này cũng không biết đại khái là mất tích từ đó đến nay à, các bạn nhé độ khoảng gần một tháng rồi thì từ ngày đó đến ngay cô bé này vẫn đi tìm người yêu và đi đến khu vực thác nước Liagada để coi như là xem rằng là có những cái toán người nào đi theo cái cáp quang và để sang bên kia không Tuy nhiên đã rất nhiều ngày qua rồi cô bé này không tìm được người yêu, cô ấy khóc rất nhiều à, và có như mẹ cô ấy gọi về nhưng mà cô ấy cũng không về. Đến khi mà mình liên lạc với cô ấy thì mình đã nói rằng bây giờ tại sao mà con không trở về đi, à, không có liên lạc của bạn bạn tú nữa. Bây giờ chỉ có mỗi một cách là bây giờ à, bạn tú tự liên lạc với con thì thì là mới có thể gặp nhau được thôi. Còn bạn tú bây giờ chẳng hạn như là à, không còn điện thoại nữa đi mình cứ đặt một cái giải thiết tế thì làm sao con có thể liên lạc được? bởi vì theo như bạn Hoa nói thì là khi đến Canada này thì từ lúc mà 8 rưỡi mà máy bay hạ cánh xuống thì không thấy bạn ấy mở Facebook cũng như là để gọi điện cho mình qua cái hệ thống Facebook mà các bạn biết rằng là khi đến sân bay ở các sân bay quốc tế thì các bạn biết rằng là nó có cái mạng 4G tức là mạng mạng phi tức là mạng WiFi ai có thể là cũng có thể gọi được đúng không ạ rõ ràng là bạn tú này có một điều gì đó trục chặt mình đã hai lần nói chuyện với cô bé Hoa này nói rằng là Thế tại sao mà con không đi báo cảnh sát đi để tìm người Nhưng cô bé Hoa nói rằng bây giờ mà con đi báo cảnh sát á, Thì người ta chắc chắn khả năng sẽ tìm được Nhưng nếu tìm được rồi thì chắc chắn người yêu của con lại bị trục xuất về Việt Nam Cho nên là con không muốn người yêu của con trở về Việt Nam mà con muốn người yêu của con ở tại đây cho nên là con sẽ chiến đấu đến cùng và để tìm ra cái đường dây này ngay cả phá ngay cả cái đường dây này để con cứu người yêu của con và cũng như theo như tâm sự của cô bé này thì mình thấy rằng là cô ấy đã tìm ra một số những cái manh mối ở khu vực thác nước liêng ra gì đó tất nhiên là cái chuyện này mình cũng không dám hỏi sâu và cái thứ hai là cô ấy cũng không tiết niệm lộ nhiều mình nghĩ rằng vấn đề này nó là dẫn vấn đề rất quan trọng nhưng mà mình thật sự mình thấy rằng là trong con người của cô bé này uh, mới có 20 21 tuổi thôi nhưng mà cô bé này nó rất có bản lĩnh và hình như là cô bé này mang cái dòng máu của người cha, tức là rất liều lĩnh các bạn ạ. cô ấy sẵn sàng tuyên bố là sẽ phá cả đường dây này và chiến đấu với cái cái hội buôn người này. Đây mình có thể là cái những cái đường dây đó mình gọi lịch sự là những cái đường dây gọi là môi giới để đưa người đi nước ngoài. Nhưng mà chính thức để mà gọi dùng những từ ngữ chính xác gọi là những cái đường dây buôn người. À, họ đã buôn người từ Việt Nam đến Canada đến Mỹ và có thể ở các đường dây này có thể là đưa người Việt Nam mình đi sang nhiều nước khác nhau nữa và có thể có những cái cuộc mất tích bí hiểm và theo như mình biết đó, à, mình chưa có sự kiểm chứng nhé là cách đây độ khoảng nửa tháng mình thấy nói rằng là có một người Việt Nam mà khi mà vượt biên ở khu vực biên giới thác nước Ligara đã bị bắn chết thì mình cũng không biết thật hay hư và mình có hỏi cô bé Hoa như vậy thì cô bé Hoa nói rằng là uh, con không nghe thấy chuyện này, mà nếu con nghe thấy thì chắc chắn con sẽ đến ngay cái hiện trường nơi đó bởi vì để xem người yêu của con có phải là người đó hay không. Nhưng mà con không nghe thấy hoàn toàn chuyện này mà có thể đây chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Vâng thưa quý khán thính giả, ở câu chuyện cái hành trình mà con đường mà đi tìm người yêu của mình của cô gái tên là Hoa này ra sao. kính mời quý khán thính giả sẽ tiếp tục nghe phần 3 của câu chuyện vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Vâng mình cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.